chàng trai tiếp theo. Em thấy dự đoán của Thái Bảo như thế nào? Em thấy dự đoán của Thái Bảo là cũng có cơ sở và nó cũng có thể đúng. Em sẽ có một câu hỏi được đặc quyền đặt cho bất kỳ một cô gái nào để nâng cái xác suất đó lên, hoặc là tìm hiểu xem cảm xúc của những cô gái còn lại để từ đó mình đưa ra dự đoán cuối cùng. Em muốn đặt câu hỏi cho ai? Dạ, em muốn đặt câu hỏi cho bạn Gia Hân. Gia Hân, câu hỏi của em là? Tại vì anh là một người không bị thiếu gì hết. Anh kiểu anh cũng hơi bị tự tin về mình á, cho nên là anh chỉ muốn đặt câu hỏi là ví dụ sau này em có ở chung với anh thì em có chấp nhận được cái tật xấu của anh hay không? Ví dụ như là ngủ ngáy hơi to, nếu mà nằm cạnh em thì em có chấp nhận cái việc đó hay không? Đi đơn giản vậy không? À, cụ thể ha. Mời Gia Hân trả lời. Nếu mà anh là người yêu em thì những cái vấn đề đó em có thể bỏ qua. Lỡ như là tụi mình có chuyện gì đó hoặc là này kia thì em chỉ muốn là có thể là mình sẽ ngồi lại và nói chuyện với nhau thôi. Còn những cái vấn đề đó là những vấn đề là nhỏ nhặt nên là em cảm thấy rất là bình thường về những cái vấn đề đó. Nghĩa là lúc tỉnh thì hai đứa bên nhau, còn lúc ngủ thì chị nào ngáy mình qua phòng khác. Đó là cách giải quyết của Gia Hân. Mình đã vừa đặt câu hỏi xong, cũng đã nghe được câu trả lời. Bây giờ đưa ra dự đoán nhé. Trong ba bạn ngồi trên đây thì em nghĩ xác suất lớn nhất mà các bạn đó có người yêu ở bên ngoài thì chắc chắn là, theo em nghĩ thôi, thì chắc chắn là bạn áo vàng là bạn... Áo vàng là Thùy Vân. Dạ đúng rồi. Tại sao lúc nãy em đang dự đoán Thùy Vân là cô gái có xác suất là cô gái đi tìm tình yêu duy nhất, còn bây giờ sao câu hỏi lại thay đổi suy nghĩ? Tại vì em thấy là bạn, em lúc nãy em có suy nghĩ lại là những câu hỏi từ những vòng trước thì bạn rất là kiên định, kiểu như là đừng cua tôi có bồ rồi, kiểu như vậy. Thì em đã suy nghĩ lại và em chọn bạn ấy là một người đã có người. Dự đoán Thùy Vân là cô gái đã có người yêu. Dạ. Tiếp theo hai cô gái còn lại, họ trong vai trò gì đây? Ở đây thì em thấy là giữa hai cô gái này thì có một người đã có người yêu và một người chưa có người yêu. Và em, nếu mà nói 50-50 thì em nghĩ là bạn áo đen sẽ là người có người yêu. Thu Thảo sẽ lại tiếp tục là một cô gái xác suất đã có người yêu rồi. Đúng rồi. Đồng nghĩa với việc Gia Hân là cô gái mà em cho rằng mới là cô gái đi tìm tình yêu đích thực. Đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì em thấy cô ấy khá là rụt rè và kiểu muốn những người nó chiếm lấy mình chứ không có kiểu cứng rắn và biết đá như hai bạn kia. Cho nên đây mới là cô gái thật sự đang thăm dò hả? Đúng rồi. Đang tìm hiểu các chàng trai thật sự hả? Anh lại nghĩ khác chứ, nếu mình đến tìm tình yêu thì phải đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc, nhiều quan tâm để gợi mở xem có đáp ứng mình hay không chứ. Em thấy thì cái ba bạn thì đều rất là xuất sắc, nhưng mà em cảm thấy là chỉ có mình Gia Hân là chưa có người yêu. Và em nghĩ là em sẽ có thể thôi để sẽ làm một người yêu của bạn so với hai bạn kia, tại hai bạn kia quá cứng, cứng ngắc rồi. Như vậy vẫn bảo lưu quan điểm của mình, Gia Hân là cô gái đi tìm tình yêu. Dạ đúng rồi. Vâng, đó là lựa chọn của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mời về vị trí. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.